Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình ra xem iPhone 15 các bạn nhé. Trước mặt mình đây là con iPhone 15 Pro Max 256GB. Theo như hãng sản xuất thì con này có viền Titan các bạn nhé. Đây, con iPhone 15 Pro Max 256GB này thì có màn hình là 6,7 inch các bạn nhé. Chip A17 Pro 6 nhân và bộ nhớ trong là 256GB, cam chính là 48MP các bạn ơi. Màn hình rất là lớn mà. Đây, sau đây thì mình sẽ vào phần giới thiệu nhé. Đây, VNA này các bạn ơi. Con này có bản iOS là 17.0.2. Hơi to so với bàn tay của mình các bạn này. Con 15 Pro thì dùng nó sẽ gọn tay hơn nhé. Sau đây thì mình sẽ thử quay video và chụp xem các bạn đây. Đây là chụp 1x này, 2x này, 5x này. Ok nhé, sau đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ video bạn này. Dây hơi ngắn. Tí nữa thì mình sẽ lấy file video các bạn nhé. Không biết nhạc lại có bị dính bản quyền không. Nhạc khá to. Ok. Dây hơi ngắn. Sẽ lấy file video của bạn nhé. Không biết nhạc này có bị dính bản quyền không. Nhạc khá to. Sau đây thì mình sẽ lấy dữ liệu máy này các bạn nhé. Tí nữa thì họ cũng sẽ xóa cái video và cái ảnh mà mình chụp thôi các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy dữ liệu. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang iPhone 15 Pro nhé. Con này thì cầm rất là vừa tay các bạn ơi. Rất là vừa tay luôn. Nếu mà mua thì mình sẽ mua con 15 này thì nó sẽ vừa tay. Nhỏ gọn, đút túi quần vừa vặn. Đây, sau đây thì mình sẽ vào phần giới thiệu. Thì con 15 Pro này thì nó cấu hình nó cũng ngang ngang với con 15 Pro Max thôi các bạn ơi. Cấu hình thì nó như nhau thôi, chẳng qua là nó nhỏ hơn con 15 Pro Max. Bây giờ thì mình sẽ test chất lượng video của con này nha các bạn nhé.
Đây, sau đây thì mình sẽ test chất lượng chụp ảnh các bạn đây. Hơi mờ. 2x này. Con này chỉ chụp được 3x thôi các bạn ơi. Con 15 Pro Max thì nó chụp được 5 cơ. 5x cơ. Ok, sau đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ video các bạn này. Dây ngắn quá. Đây, hiện tại giờ mình đang quay video trên con iPhone 15 Pro nha các bạn nhé. Dây nó không được dài lắm nên mình chỉ được có thể quay như này thôi. Tí mình sẽ lấy file và edit lại video thì không biết chất lượng video sẽ thế nào các bạn. Rất là nét. Ok. Đây, hiện tại giờ mình đang quay video trên con iPhone 15 Pro nha các bạn nhé. Dây nó không được dài lắm nên mình chỉ được có thể quay như này thôi. Tí mình sẽ lấy file và edit lại video thì không biết chất lượng của video sẽ thế nào các bạn. Nét. Ok. Ok nhá, sau đây thì mình sẽ chuyển sang trải nghiệm test và chụp hình trên con iPhone 15 Plus 128GB các bạn ơi. Con này có màn hình là 6,7 inch. To ngang với con 15 Pro Max các bạn này. Nhưng con này sử dụng chip A16 Bionic 6 nhân. Đây, sau đây thì mình sẽ trải nghiệm nha các bạn này. Con này thì cấu hình thì nó cũng như con 15 thôi, chẳng qua là cái màn hình nó to hơn. Chất lượng chụp ảnh và quay phim thì nó cũng giống 15. Đây, sau đây mình sẽ vào xem giới thiệu của máy các bạn này. Đây, con này cũng có bản iOS 17.0 này, bản VNA chính hãng tại Việt Nam. Đây, sau đây mình sẽ vào phần cam nhé, mình test cho các bạn xem nhé. Dây ngắn quá, khó chụp. Ôi. Ok, sau đây mình sẽ chuyển sang chế độ 2x nhé. Đây, 0,5 này. 0,5 là màn hình rộng các bạn ơi. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ video này. Hiện tại thì giờ mình đang quay trên con iPhone 15 Plus 128GB nha các bạn nha. Không biết chất lượng video thì thế nào. Dây nó rất là ngắn nên là mình không thể kéo xa được các bạn ơi. Đây. Chất lượng video cũng khá là nét các bạn ơi. Quá tốt. Ok, sau đây thì mình sẽ hiện tại thì giờ mình đang quay trên con iPhone 15 Plus 128GB nha các bạn nha. Không biết chất lượng video thì thế nào. Dây nó rất là ngắn nên là mình không thể kéo xa được các bạn ơi. Đây. Chất lượng video cũng khá là nét các bạn ơi. Quá tốt. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang máy 15 thường nha các bạn nhé. Đây là con 15 thường này các bạn ơi. Con 15 thường này thì màn hình có 6,1 inch các bạn nhé. Rất là vừa tay luôn. Đây, sau đây thì mình sẽ vào trải nghiệm quay chụp video. Đây, con này dây cũng rất là dài các bạn ơi. Dây rất là dài.
chụp sang chế độ 2x này, chế độ 2x. Sau đây mình sẽ chụp màn hình rộng nhé. Ok. Sau đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ video các bạn ơi. Xin chào mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang quay video bằng con iPhone 15 thường các bạn nhé. Không biết chất lượng video sẽ thế nào thì tí nữa mình về mình sẽ lấy file và mình edit lại cho các bạn xem đánh giá nhé và bình luận nhé. Ok. Xin chào mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang quay video bằng con iPhone 15 thường các bạn nhé. Không biết chất lượng video sẽ thế nào thì tí nữa mình về mình sẽ lấy file và mình edit lại cho các bạn xem đánh giá nhé và bình luận nhé. Đây thì bây giờ thì mình sẽ báo giá cho các bạn hiện tại của Thế Giới Động các bạn nhé, ngày hôm nay nhé. Giá của iPhone 15 Pro Max 256GB là 33.900.000 các bạn này. Còn giá của iPhone 15 Pro 128GB Titan đen là 27.990.000. Và giá của iPhone 15 Plus 128GB hồng là 24.990.000. Và iPhone 15 128GB xanh lá này 21.990.000 các bạn này. Hiện tại thì đang có giá tại Thế Giới Động các bạn nhé. Đây. Đây là trên bàn này thì trưng bày iPhone các bạn này. Toàn bộ trên bàn này là trưng bày iPhone nhé.